Thưa quý vị, bên cạnh thành tựu kinh tế xã hội, một trong những vấn đề được cán bộ và nhân dân quan tâm đóng góp trong chuyên mục góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Long An lần thứ 11 có vấn đề an ninh trật tự. Chuyên mục hôm nay, trước khi đến với ý kiến đóng góp của ông Quỳnh Giang Khoắn, một cán bộ hưu trí, chúng ta cùng nhìn lại công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mời quý vị theo dõi. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ 11 nhấn mạnh, những năm qua, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Các lực lượng, các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá, kích động biểu tình, gây rối của các thế lực thù địch. Giữ vững ổn định chính trị, không bị động bất ngờ, không để trở thành điểm nóng. Kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, quản lý đường biên, cột mốc được duy trì thực hiện hiệu quả, phát triển sâu rộng. Kết quả đó đã được quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Cái chủ yếu của nó là về cái phong trào phát động, cái phòng ngừa, thì coi như là dựa vào dân để mà phát hiện những cái băng ổ nhóm, đấu tranh là phòng chống tội phạm rất là tốt. Mà khi có phát hiện được là tội phạm thì dân họ sẽ báo ngay cho cái cơ quan công an. Thì tôi thấy là đối với công an huyện, công an tỉnh Long An á, thì làm công tác phòng ngừa cũng rất là tốt, phong trào quần chúng cũng rất là tốt. Mà đánh án thấy một số vụ án xảy ra thì các đồng chí đó là về mà làm truy tìm tội phạm, bắt tội phạm cũng rất là nhanh, nó phá án rất là tốt. Thì tôi thấy cái tình hình như vậy đó là cái quan trọng của nó là dựa vào trong nhân dân, rồi nghĩa là nhân dân họ sẽ cung cấp phát hiện ra nghĩa là cái băng ổ nhóm đó để mà phá. Người dân cũng quan tâm trước thực trạng tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, hình thức thủ đoạn tinh vi, đặc biệt độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ quá, tình hình trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma túy với quy mô ngày càng lớn. Do đặc thù, Long An là tỉnh vừa có địa bàn biên giới, vừa có vị trí tiếp giáp với đô thị lớn Thành phố Hồ Chí Minh, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm cần phải được tập trung hơn trong thời gian tới. Người dân mong muốn trong tiến trình đẩy mạnh phát triển kinh tế của tỉnh phải gắn với đảm bảo an ninh trật tự. Trong cái lĩnh vực mà an ninh trật tự thì tôi cũng rất mong là cái tỉnh Đảng bộ Long An, là nhất là công an tỉnh đó, là phải tăng cường cái tuyên truyền, rồi là phát động cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, rồi là cái công tác phòng ngừa, rồi cái công tác đấu tranh chống cái âm mưu diễn biến hòa bình, mà nhất là cái khu vực của cái biên giới, khu vực biên giới, để chúng ta thấy rằng là chống cái bọn xâm nhập phá hoại, đồng thời là chúng ta cũng phát huy cái tình hình mà để chống tội phạm là các huyện mà giang với Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với Thành phố Hồ Chí Minh để có một sự đấu tranh cho nó có hiệu quả. Chuyên mục góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chuyên đề sau, được phát sóng trong khung giờ này vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Sáu trong tuần. Kính mời đảng viên và nhân dân theo dõi, đóng góp cho chương trình.